Xin chào các bạn khán giả, chào mừng các bạn đã đến với bản tin VPL Mobifone, bản tin đồng hành cùng giải đấu thể thao điện tử VPL Mobifone. Trước khi bắt đầu vào phần tin chi tiết thì chúng ta sẽ cùng điểm lại những thông tin chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Bộ môn truy kích giải đấu VPL Mobifone chính thức khởi tranh. Somet tập kích giữa team OK và Godfather cùng cây kết đầy bất ngờ. Dự đoán ứng cử viên sáng giá vô địch của giải từ ban tổ chức. Tin tức quốc tế, kết quả thi đấu bảng D giải CSGO E-League. Giải đấu VPL Mobifone đã chính thức nổ phát súng đầu tiên với trận đấu giữa FPS Gaming và Mercenary thuộc bộ môn truy kích. Đúng như dự đoán, FPS Gaming đã không phụ lòng của người hâm mộ. 35 nhóc và tiếp tục. Chỉ còn VV mà thôi. Sẽ là một pha 1v1 giữa VV cũng như là Maker. Vâng, tuyệt vời dành cho VV. Vâng, quá tuyệt vời rồi. Hai đội bước vào trận đấu với thái độ hoàn toàn trái ngược, trong khi Mercenary tỏ ra dè dặt trước các khổng lồ đến từ miền Nam, thì ở phía bên kia chiến tuyến, FPS Gaming hoàn toàn tự tin. Ở map thi đấu đầu tiên, map khu trung ấn, FPS Gaming đã sớm có một khởi đầu hoàn hảo với chiến thắng cách biệt 5-2 ở hiệp 1. Sang đến hiệp 2, Mercenary đã chống trả đầy cố gắng, nhưng đó là không đủ. Nam nhóc với một pha double kill ấn tượng đã kết thúc map đấu với tổng tỷ số là 8-5 cho FPS Gaming. Chuyển sang map đấu thứ hai, khu ổ chuột, FPS Gaming đã cống hiến cho toàn thể khán phòng cùng tất cả người xem livestream một màn trình diễn với tính giải trí cao. Bắt đầu map đấu với sự thay đổi người đến từ FPS Gaming, chip con thay thế cho Nam nhóc. Tuy nhiên, sự thay đổi người này có vẻ không chứng minh được sự hiệu quả khi họ để Mercenary giành chiến thắng trong hiệp 1 với tỷ số 5-3. Cao trào của trận đấu diễn ra ở hiệp thi đấu thứ hai khi FPS Gaming ở phe Liên Minh vốn là phe thủ lại tràn lên tấn công như vũ bão. Lời tuyên bố của các chàng trai miền Nam, Mercenary không có cửa trước FPS Gaming đã thành sự thật hiển nhiên với chiến thắng tuyệt đối 5-0 tại hiệp này, qua đó có một khởi đầu thuận lợi trong chặng đường chinh phục ngôi vương tại giải đấu VPL Mobifone 2017. FPS chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Đó là thực lực của bọn em và bọn em tự tin trận đấu với Mercenary là chiến thắng 2-0. Trong trận đấu vừa rồi mình hay ra là không phải là vì skin hay là cả tâm lý của mình, nhưng mà mình muốn trận đấu quá dễ dàng nên mình muốn cho đồng đội mình có đất diễn lên sóng nên mình mới hay ra. Cuối tuần vừa qua, trận show match cuối cùng trước thềm mùa giải mới của bộ môn tập kích đã được diễn ra giữa hai chú ngựa ồ miền Bắc là team OK và Godfather. Trận đấu đã thể hiện được sự quyết tâm vươn lên tầm chuyên nghiệp của OK và kết thúc chặng đường phiêu lưu của Godfather. Tuy chỉ là một trận đấu giao hữu trải nghiệm sàn thi đấu mới, thế nhưng cả hai đội tuyển đã có những màn rượt đuổi gay cấn làm mãn nhãn người hâm mộ. Nhưng ngay lập tức thì đó là TMN có thể lên rất nhanh vào khu vực phòng hàng. Bây giờ thì chiếm hoàn toàn xa. Trận showmatch được diễn ra với thể thức bo 5. Ngay từ map 1, đặt bom, team OK đã là đội nhập cuộc tốt hơn với 7 mạng liên tiếp đến từ Quang, gây không ít hoang mang cho Godfather. Họ nhanh chóng giành chiến thắng với tỷ số 2 hiệp lần lượt là 4-1 và 4-3, qua đó vươn lên dẫn trước 1-0 trong bo 5 này. Sang map thứ hai đấu đội, Godfather ngay lập tức chứng minh mình không phải là đội dễ chơi khi giành chiến thắng sát nút 50-48 và vươn lên dẫn trước sau chiến thắng 8-4 tại map 3 Giang Nam. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, hai đội bước vào map 4, đấu đội với gánh nặng tâm lý đè nặng lên đôi tay của các xạ thủ team OK. Lại là những pha đấu tay đôi cần não, lại là rượt đuổi tỷ số sát sao và thậm chí lại là tỷ số chung cuộc 50-48. Nhưng lần này, thần chiến thắng gọi tên team OK, buộc hai đội bước vào map đấu cuối cùng của bo 5, chạm phát sóng. Không giống như những diễn biến kịch tính trước đó, tại map thi đấu cuối cùng này, team OK đã có màn trình diễn quá xuất sắc, buộc Godfather phải buông súng chấp nhận thất bại với tỷ số chung cuộc là 3-2. Em nghĩ là team đội bạn rất là mạnh và so với kỹ thuật cá nhân của từng thành viên là rất là đồng đều nhau và rất là hiểu với nhau và cách cover. So với team em thì nó khác hơn một chút, nhưng mà hôm nay rất là may mắn team em. Em nghĩ là nó là một chút may mắn ạ. May mắn thì pha cuối cùng là tất cả thành viên đều hiểu ý nhau và đồng đều. Team OK của bọn em sẽ cố gắng hết mình để có thể trở thành một đội thi đấu chính thức đứng trên sân khấu chuyên nghiệp như thế này một lần nữa. Đến với trận show match ngày hôm nay thì em muốn như một lời chia tay team. Thì team của em sẽ từ giờ sẽ không có xuất hiện trên VPL nữa.
Thay vào đó là các thành viên sẽ thi đấu cho các team khác ở giải cao hơn. Và các team đó là team nào thì hồi sau sẽ rõ. Như ba môn thể thao khác, chuyển nhượng cũng như sự chuẩn bị của các đội tuyển trước thềm giải đấu luôn là một vấn đề vô cùng nóng hổi. Để mang đến cho các bạn thêm thông tin chi tiết và một cái nhìn toàn cảnh của các đội, chúng tôi đã có một buổi phỏng vấn ngắn với anh Phạm Tuấn Phương, thành viên ban tổ chức. Hiện tại thì các đội đều đã có sự chuẩn bị rất là tích cực cho mùa giải VPL Mobifone năm nay. Ngay từ khi kết thúc giải đấu VPL mùa xuân 2017 thì các đội đã có những cái sự bổ sung nhân sự rất là chất lượng từ Đài Loan, từ Nhật Bản trở về. Mùa giải năm ngoái mỗi đội chỉ được 6 sự lựa chọn thành viên thôi. Còn năm nay với việc không giới hạn số lượng thành viên thì chất lượng của các đội tuyển sẽ tăng lên đáng kể so với mùa giải năm ngoái. Đội tuyển đầu tiên đó chính là Munster. Họ đã thay máu toàn bộ đội hình sau khi được tiếp quản bởi hai ông bầu rất là có tiếng trong tập kích Việt Nam, đó là Nguyễn Trung Dũng và anh Nguyễn Gia Phong. Thì gần như là toàn bộ đội hình của họ đã được các siêu sao trở về từ Đài Loan, các thành viên của clan Taiwan đã trở về Việt Nam thi đấu. Và bên cạnh đó nữa thì họ có một bộ sự bổ sung theo tôi đánh giá là cực kỳ chất lượng nhất. Đó chính là bóng ma miền Trung A69 đã chính thức trở về khoác áo Munster ở mùa giải năm nay. Và hứa hẹn Munster năm nay sẽ chính là chú ngựa ô của giải đấu VPL Mobifone. Hiện tại theo tôi bản hợp đồng đáng chú ý nhất đó chính là Kỳ Thiên. Thần đồng của tập kích Việt Nam sau 1-2 trận không có vẻ như là không hòa hợp được với lại ProGK. Thì Kỳ Thiên đã quyết định chọn cho mình bến đỗ cuối cùng đó chính là BK Gaming. BK Gaming, ông vua về nhì của tập kích Việt Nam thì theo tôi đánh giá là sau khi được bổ sung Kỳ Thiên vào thì chắc chắn sẽ là một đối trọng cực kỳ lớn với lại team Việt Nam ở mùa giải năm nay. Nói chung là cả cái 8 cái tên của năm nay đều có cơ hội vô địch vì họ đang là những cái tập thể sở hữu những con người xuất sắc nhất của tập kích Việt Nam. Và xin chúc cho 8 đội tuyển thi đấu thành công và đạt được những cái thành tích tốt nhất tại VPL Mobifone năm nay. Vừa mới đây thì một tựa game sinh tồn trên điện thoại đã chính thức ra mắt, gây xôn xao cộng đồng FPS Mobile. Không biết là Thành Phong có theo dõi tin tức này không? Chắc chắn rồi Phương Thảo ạ. Đó chính là CABG, mới được VTC Mobile cho ra mắt vào ngày 28 tháng 9 vừa qua. Mình đã được nhà phát hành VTC Mobile mời tham gia trải nghiệm và lập tức bị thu hút bởi game này. Tuy mới chỉ là bản thử nghiệm thôi, nhưng đã nhận được sự hưởng ứng không nhỏ từ phía người chơi. Hóa ra là vậy. Thế Thành Phong có thể chia sẻ thêm cho khán giả cũng như là Phương Thảo biết nhiều hơn về tựa game này được không? Tất nhiên rồi. CABG là chế độ chơi bắn súng sinh tồn trong tập kích, có lối chơi giống với PUBG trên PC. Cộng đồng game thủ nói chung và cộng đồng tập kích nói riêng rất hào hứng với thể loại game Battleground. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ điều kiện mua PC cấu hình cao và mua tài khoản để có thể trải nghiệm. Do đó, VTC Mobile đã làm việc với công ty Hero Entertainment, nhà sản xuất game tập kích tại Trung Quốc, để tạo ra CABG ngay trong game tập kích. CABG sẽ đưa người chơi vào một bản đồ cùng với 11 hoặc 19 người chơi khác. Người chơi cần phải đi tìm vũ khí, giáp, dụng cụ y tế để trở thành người sống sót sau cùng trong trận đấu. Dễ tiếp cận và trải nghiệm khi chỉ cần có điện thoại thông minh và hoàn toàn miễn phí sẽ là những điểm nổi bật của CABG. Để tham gia trải nghiệm, các bạn có thể truy cập vào trang web tapkich.vn hoặc fanpage của bộ môn tập kích. Đến với phần tin tức quốc tế, Thành Phong nhớ là tuần vừa qua bảng D giải E-League đã khởi tranh đúng không nhỉ? Chính xác rồi Thành Phong ạ. Và sau 2 ngày đấu thì chúng ta đã biết được hai cái tên cuối cùng đi tiếp trên con đường đến với giấc mơ triệu đô. Vào ngày 29 và 30 tháng 9 vừa qua, bảng D vòng loại giải đấu triệu đô E-League CSGO Premier 2017 đã diễn ra với sự tham gia của 4 team SK Gaming đến từ Brazil, Heroic, Astralis đến từ Đan Mạch và team Liquid đến từ khu vực Bắc Mỹ. Để miêu tả bảng đấu này, chúng ta có thể nói bằng một từ: bất ngờ. Đầu tiên là sự trỗi dậy mạnh mẽ của Astralis. Có vẻ như đội tuyển đến từ Đan Mạch rất có duyên với E-League khi đương kim vô địch League Major đã hạ gục team Liquid ở lượt đấu đầu tiên với tỷ số 16-11 ở map thi đấu Overpass, rồi sau đó áp đảo Heroic trong trận đấu nhánh thắng ở map trên với tỷ số vô cùng cách biệt 16-2, dành cho mình tấm vé đầu tiên của vòng playoff. Bất ngờ thứ hai cũng vẫn đến từ những người Đan Mạch. Tưởng rằng sau khi để mất player sáng giá nhất của mình là Vado và Team Not ở kỳ chuyển nhượng và thay vào đó là EasyTag, thì Heroic sẽ thể hiện một bộ mặt bạc nhược khi tham gia giải đấu này, nhưng họ đã làm ngạc nhiên tất cả những khán giả và người hâm mộ.
sau khi giành chiến thắng thuyết phục trước SK Gaming ở lượt trận đầu với tỷ số 16-5 và chịu thất bại trước những người đồng hương Đan Mạch là Astralis, đối thủ của họ trong trận bo ba quyết định giành tấm vé thứ hai vượt qua vòng bảng E-League Premier là cuộc tái ngộ với SK Gaming. Khi ở trận đấu bo ba nhánh thua, SK Gaming đã vất vả lội ngược dòng để giành chiến thắng Team Liquid với tỷ số 2-1. Tấm vé cuối cùng của bảng D được cạnh tranh khốc liệt khi ở hai map đầu tiên cả hai team đều giành chiến thắng với map thi đấu của mình chọn, đưa tỷ số về 1-1. Ở map đấu Mirage quyết định, bằng việc được thi đấu ở phía City, Heroic đã rất biết cách giữ được nhịp độ của trận đấu và điều tiết tình huống cùng với sự xuất sắc của Upper Chugi đem về tỷ số nửa hiệp cách biệt là 11-4. Trên đà thăng hoa và chiến thắng của round đấu Pistol, Heroic đã nhanh chóng kết thúc trận đấu với tỷ số 16-8, đem về chiến thắng cho những chú lính chì Đan Mạch trước những gã khổng lồ đến từ Brazil, ghi tên mình vào vòng playoff. Xin chúc mừng những người Đan Mạch và chúc cho hai đội tuyển sẽ thi đấu hết sức và gặp may mắn ở vòng playoff. Đến đây thì thời lượng của bản tin đã hết. Chúng tôi, những người làm chương trình, rất mong bản tin ngày hôm nay đã giúp các bạn cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất của làng FPS trong nước cũng như là quốc tế. Các bạn có thể theo dõi bản tin trên sóng của kênh thể thao VTC3 vào lúc 22 giờ thứ 6 hàng tuần, phát lại vào lúc 16 giờ chủ nhật hoặc 10 giờ 15 phút thứ 3 hàng tuần và xem lại trên kênh YouTube của bộ môn truy kích và tập kích. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.